Cho nhiều muối quá đúng không? Nên làm sao? Nên là sao nhỉ? Nó bị mặn quá. Mặn của tỏi. À nó bị thủng nên là nó mới bị mặn đúng không? Mặn của tỏi anh em ạ. Như vậy tỏi. Là hai hộp kem có thành công không? Mặn của tỏi. Có thành công không? Mặn của tỏi. Wow, thế là hôm nay là mấy mẹ con nhà mẹ Hồng đã làm món kem lắc không thành công. Giờ hơi cảm nhận. Hello, và mỗi em này là ăn uống vẫn say sưa. Nay mẹ Hồng với các bạn là làm món kem lắc không thành công. Để lần sau bọn mình làm lại nha. Lần sau hay mình cần hay là mình nghĩ là mình cần phải rút kinh nghiệm cái điều gì đấy không? Khai đi bây giờ xem là bây giờ mình làm. Làm sao nhỉ? Bây giờ mình phải rút kinh nghiệm như nào nhỉ? Không rồi. Cho thêm đá để lắc. Khi nào đã tan thì thôi. Ôi, nó xoay không uống nữa, không ăn được thì không uống, thật là uống đấy. Gấp tí sữa à?